Ok, em sẽ ra này, em sẽ mua cái này này và em sẽ bấm thêm vào giỏ hàng này. Đó, em sẽ chọn cái kho của cái này. Em bấm thêm vào giỏ hàng. Đó, xong rồi em sẽ ra em mua các sản phẩm khác. Ví dụ như em mua thêm cái này thì em sẽ bấm thêm vào giỏ hàng thôi. Đó. Xong rồi đó, tí nữa em vô cái giỏ hàng của em thì nó sẽ có đây, nó sẽ có các kho, nếu các kho nó giống nhau nó sẽ gom về lại thành một kho, còn nếu như các kho nó khác nhau thì nó sẽ trong cái giỏ hàng của anh chị sẽ nó sẽ chia ra thành ba cái kho như thế này, xong rồi anh chị muốn lên đơn cái kho nào thì anh chị lên thôi. Dạ rồi. Bên mình sắp tới nó sẽ có, đối với quần áo á, thì bên em cái hiện tại là đang đồng bộ dữ liệu từ cái app cũ qua á, thì bên em đang chuyển dần qua. Đối với các sản phẩm quần áo thì mình sẽ có biến thể luôn nha anh chị, tức là khi mà anh chị áo này nó sẽ có nhiều màu sắc và nhiều size á, thì khi anh chị mua thì hệ thống nó sẽ ở trên này. Hiện tại là bên em chưa có đổi những cái mẫu sản phẩm này lại thành nhiều size á, là sắp tới là bên em khi mà anh chị mua sản phẩm này thì anh chị sẽ được chọn size màu được các thứ bên dưới á. Thì cái này update em nghĩ là sẽ cần thời gian á, khoảng 1 tuần để bên em chuyển toàn bộ những cái sản phẩm mà trước đây bên em tạo mà chưa có tạo ở các cái biến thể là sai với màu á, thì khoảng mất khoảng 1 tuần để bên em dịch chuyển qua những sản phẩm đó. Thì khi mà anh chị lên đơn thì anh chị sẽ thấy sai với màu khi mà anh chị mua áo á, hay là các cái đồ vật khác nó liên quan tới sai hoặc kích thước hoặc là màu sắc á, thì nó sẽ hiện ra cho anh chị luôn nha. Về về cách xem về b-boy hay là đồ của bạn thì anh chị sẽ được các anh chị leader, anh chị sẽ hướng dẫn em các anh chị phần đó nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh chị về phần lên đơn đặt hàng trên app thôi. Về xem b-boy hay các thứ thì sẽ có một buổi training vào, hình như có lịch training của mấy anh chị kia rồi á, nên là em hôm nay em sẽ nói về cái phần này thôi. Rồi em sẽ đi qua những cái điểm mới của cái app. Rồi em sau khi em trình bày thì sẽ có một bạn vô trình bày cái phần về phần khuyến mãi nữa đó, thì em sẽ đi qua một vài các cái điểm mới trong cái app đợt này để cho anh chị nắm á. Thứ nhất là mình có cái thứ nhất là mình thêm tính năng về giỏ hàng nè, thứ hai là mình tối ưu về cái tìm kiếm này. Anh chị vô gõ tìm kiếm là anh chị sẽ, hiện tại thì nó vẫn chưa được tối ưu, nhưng mà anh chị sẽ vô thì anh chị sẽ xem là cái nút tìm kiếm của mình nó đã tối ưu hơn rất là nhiều so với trước. Cái thứ hai là mình có cái filter này, mình sẽ filter được theo, cái của em nó đang dính cái rồi, mình sẽ filter được theo danh mục này, theo thương hiệu này, theo nhà cung cấp này, theo kho hàng này. Anh chị có thể là filter theo ý của anh chị á, ví dụ như theo danh mục thì anh chị có thể search này, tìm theo cái danh mục này. Rồi anh chị có thể là, thứ hai là về bộ lọc danh mục này, thứ ba thì bên em có sẽ có các cái hình ảnh sản phẩm các thứ, thì nó sẽ tối ưu và nó rõ ràng hơn so với cái app trước. Rồi về đơn hàng thì nó sẽ rõ ràng hơn và nó sẽ dễ nhìn hơn so với hồi xưa về các thứ. Rồi bên em sẽ có về danh mục á, khi mà anh chị vô danh mục thì anh chị nó sẽ thấy một cái khác khá là khác biệt so với app cũ á. Thì bên em sẽ có các cái chia ra các cái danh mục, và bên trong có các cái danh mục con, và bên em đã sắp xếp theo các cái thứ tự á. Rồi ở dưới này là bên em có các cái thương hiệu nổi bật, thì anh chị có thể vô đây và anh chị lựa chọn những cái thương hiệu nổi bật của mình, anh chị filter theo các thương hiệu nổi bật mà anh chị yêu thích á. Bên em đề xuất những cái thương hiệu nổi bật ở bên em á, anh chị có thể thể filter theo những cái thương hiệu nổi bật này. Rồi rồi về các cái về biến thể rồi các cái phần khác, và về biến thể nữa, ấy là hiện tại á, đối với cái app này á, đối với cái app V2 này á, thì bên em chủ yếu là như ban đầu em có nói á, thì bên em là nó chỉ là những cái sự bắt đầu thôi anh chị. Thì bên em chủ yếu là sẽ làm về các cái vấn đề về bên dưới trước, tức là về bên em sẽ cải thiện độ loát hay là để bên em scale up á, rồi số lượng người dùng các thứ á. Thì sau đợt này thì bên em sẽ bắt đầu làm lại về dưới UI, tức là làm lại về các cái về hình ảnh, kích thước, màu sắc, rồi trải nghiệm người dùng ở trên app này á, thì sẽ là cái app version 3 nha anh chị, là cái app V3.
và bên em sẽ ra trong sắp tới á. Thì đối với cái API2 lần này á, thì bên em chủ yếu là sẽ cải thiện về độ load và giải quyết các vấn đề về load chậm của cái app T1 trước đây. Và ngoài ra thì bên em sẽ update thêm một số các cái về bộ lọc hay giỏ hàng hay là biến thể sản phẩm hay là khuyến mãi được các thứ á. Thì về phần khuyến mãi thì chắc Ngọc trình bày giúp anh nha. Sẽ có bạn Ngọc vô hỗ trợ mọi người nói về phần khuyến mãi á. Rồi em chào anh chị ạ. Em là Ánh Ngọc thì em đang phụ trách cái phần khuyến mãi mới ở trên app mới của mình á. Thì bây giờ em sẽ xem màn hình và chia sẻ cho mình về cái tính năng mới này ha. Thì tại vì em đang tham gia và xem màn hình bằng điện thoại cho nên là em xin phép không mở cam ạ. Đây là cái giao diện mới của cái app của mình. Thì so với cái app cũ của mình á, app cũ của mình thì chỉ cái phần khuyến mãi mình chỉ được nhận thông báo từ ở trên cái chỗ notify này á, thông báo từ cái khuyến mãi. Rồi sau đó khi lên đơn thì nó sẽ hiện cái khuyến mãi dưới sản phẩm thôi. Thì ở app cũ á, thì nó chỉ có như vậy, thì mình sẽ không theo dõi được tất cả các cái khuyến mãi của mình, xem được chi tiết như thế nào. Thì đầu tiên qua cái app mới này á, thì nó sẽ có là thông báo về khuyến mãi, nó nằm ở cái chuông này. Tiếp theo là cái mục khuyến mãi hot, là những khuyến mãi mà mới được hoạt động mới, những khuyến mãi được lên mới nhất á, thì nó sẽ vào năm cái khuyến mãi đầu tiên, nó sẽ lên cái khuyến mãi hot này. Khi mà bấm vào xem thêm á, thì mình sẽ thấy được là một cái list khuyến mãi đang được áp dụng, rất là nhiều cái khuyến mãi. Click vào một cái bất kỳ một cái khuyến mãi nào đó thì mình sẽ xem được cái chi tiết về cái khuyến mãi này, là nội dung, thời gian, điều kiện áp dụng của khuyến mãi như thế nào, danh sách sản phẩm khuyến mãi áp dụng là gì và quà tặng của mình là cái gì. Như này thì sẽ rõ ràng cho mình hơn khi mà mình lên đơn á. Hiện tại thì đối với cái tính năng này của mình đó, thì các chương trình của mình sẽ là khuyến mãi tặng, quà tặng. Và tương lai á, trong thời gian tới thì em sẽ xây dựng thêm các phần là khuyến mãi giảm giá và voucher cho mình ha. Rồi em đi qua phần ngoài ra thì mình còn có thêm một cái mục nữa là cái tab khuyến mãi ở dưới này. Thì khi mà click vào cái khuyến mãi này á, thì nó sẽ show ra tất cả các sản phẩm mà đang áp dụng trong những cái khuyến mãi. Rồi tiếp theo, mình cũng đối với cái bộ lọc á, thì mình cũng có thể tìm kiếm theo danh mục thương hiệu, nhà cung cấp và kho hàng. Từ đó mình sẽ tìm thấy được những cái sản phẩm của những cái mục mà mình tìm kiếm, thì mình sẽ thấy được cái khuyến mãi ở dưới của mỗi sản phẩm. Em thao tác thử khi mà em tìm một nhà cung cấp ha. Ví dụ như em tìm nhà Châu Đại Dương để xem những khuyến mãi của nhà họ, thì đây nó sẽ ra một cái list danh sách của sản phẩm của nhà Châu Đại Dương và có những cái tab khuyến mãi nằm ở phía dưới của mỗi sản phẩm. Ví dụ như Tảo Beauty này thì nó đang có cái chương trình là quà tặng kèm. Thì khi mà click vào cái chi tiết của sản phẩm á, thì mình thấy được quà tặng kèm của cái sản phẩm này là khuyến mãi 5 gói Tảo Lẻ. Rồi, đây là khi mà mình tìm kiếm và mình vào chi tiết của sản phẩm thì mình thấy được thông tin của khuyến mãi. Rồi tiếp theo em sẽ đi qua phần thông báo ha. Về phần thông báo là khi click vào cái tab khuyến mãi này á, mình cũng sẽ sổ ra được những cái thông báo về những cái khuyến mãi mới của mình, hoặc là những khuyến mãi mà sắp hết hạn nè, khuyến mãi kết thúc trước thời gian dự kiến á, thì nó cũng đều sẽ thông báo cho mình về cái tab khuyến mãi này. Mình sẽ theo dõi được hết tất cả những thông tin về khuyến mãi. Khi mà click vào mỗi cái thông báo á, thì nó cũng sẽ dẫn cho mình qua cái chi tiết của cái khuyến mãi này để mình xem được cái chi tiết. Thì nói chung là tất cả mọi cái thao tác trên app nó sẽ tối ưu cho mình về cái hành vi của mình, để mà mình thao tác một cách dễ dàng nhất, mình xem bất cứ chỗ nào mình cũng xem được á.
Rồi, đây là những cái phần mà mình có thể xem được cái thông tin về khuyến mãi. Thì sau khi mà xem xong á, thì bây giờ em sẽ đi qua cái phần là mình sử dụng và áp dụng cái khuyến mãi này ha. Rồi em chọn bất kỳ một cái khuyến mãi ha. Rồi đây, thì khi mà click vào nó sẽ đi qua cái chi tiết khuyến mãi như thế này. Em đã đọc xong cái thông tin rồi đó, mình nắm cái sản phẩm và cái quà tặng rồi, mình muốn mua cái khuyến mãi này, bấm dùng ngay thì nó sẽ đi qua cho mình một cái danh mục để mình chọn cái sản phẩm. Ở đây thì cái khuyến mãi này hiện tại nó chỉ đang có một cái sản phẩm thôi, nhưng mà đối với những cái chương trình mà đồng thời nó áp dụng nhiều các sản phẩm á, thì nó sẽ list vào cái danh sách này dài xuống, thì mình có thể chọn cùng lúc nhiều sản phẩm để mà mình áp dụng khuyến mãi luôn. Đầu tiên là mình sẽ chọn kho hàng. Rồi. Chọn sản phẩm, mình sẽ chọn số lượng. Ở đây điều kiện của mình đó, mình nhìn cái điều kiện ở đây thì có nghĩa là mua 5 tặng 1 thì mình để mà được nhận cái quà tặng viên ổn định mỡ máu Sarafi này đó thì mình phải mua 5 sản phẩm, thì mình sẽ chọn số lượng là 5. Ở đây á, mình có thể chọn ít hơn 5, mình vẫn có thể add vào giỏ hàng, nhưng mà với cái khi mà không đủ số lượng á, thì hệ thống sẽ không tự động cập nhật cái quà tặng cho mình đó. Rồi, sau khi mà em đã chọn 5 rồi, em muốn mua cái 5, 5 cái viên ổn định mỡ máu này để được tặng cái quà tặng, thì em sẽ bấm thêm vào giỏ hàng. Rồi như vậy là cái sản phẩm em vừa chọn nó đã vào giỏ hàng rồi, nó vừa nhảy vào cái giỏ hàng ở trên này cho em nè. Thì mình sẽ click vào trong này, mình xem cái giỏ hàng của mình. Rồi thì cái quà tặng đó ở cái hệ thống này thì nó sẽ tự động add vào cái giỏ hàng cho mình và mình không cần phải thao tác gì khác. Ví dụ như mà chương trình đó nó là quà tặng bất kỳ thì nó sẽ có cái chỗ mà thay đổi quà tặng chỗ này, còn ở đây là chương trình tặng tất cả quà tặng, nó là tặng cái viên hỗ trợ ngủ ngon này thôi, cho nên là nó sẽ không có chỗ để mình thay đổi. Đối với bất kỳ thì mình sẽ được thay đổi ha. Rồi em sẽ sau khi mà vô rồi có quà tặng rồi, mình check kỹ lại những cái quà sản phẩm mình mua quà tặng thì mình sẽ bấm tạo đơn. Rồi thì sau sau khi mà qua cái trang tạo đơn á, mình điền địa chỉ nhận hàng. Đây là cái thông tin khách hàng mà em sử dụng lên đơn. Rồi chọn được thông tin khách hàng. Thì tiếp theo là mình sẽ điền thông tin vận chuyển. Chọn giao hàng nhanh. Cái phần mà khách hàng trả phí hoặc là người bán chịu phí ship á, thì nó nằm ở phía dưới của cái thông tin vận chuyển này. Anh chị hồi nãy em có thấy là có một số anh chị thắc mắc là không biết là chọn chỗ nào á, thì mình lưu ý là nó nằm ở phía dưới này ha. Rồi mình kéo xuống rồi mình chọn. Thì cái chỗ này mình ban đầu á nó cố định là nó sẽ chọn cho khách hàng chịu phí, thì nếu mà mình muốn thay đổi thì mình chọn lại giúp em. Rồi phí đóng gói là hệ thống đã áp dụng tự động cho mình là 7.500. Phần giảm giá này thì anh chị nào muốn giảm giá cho cái khách hàng đó thì mình sẽ điền vào ha. Rồi tiếp theo là chọn hình thức thanh toán, mình sẽ chọn hình thức thanh toán theo cái nhu cầu của mình ha. Rồi cuối cùng là cái ghi chú đơn hàng, cái phần này là cái phần ghi chú cho khi mà giao đơn á. Rồi như vậy là mình đã điền xong thông tin, mình check lại một lần nữa rồi bấm tạo đơn hàng là xong. Ở đây nó sẽ hiển thị những cái phí giao hàng, phí đóng gói, đơn giá, VAT, giảm giá, ở dưới cùng là hoa hồng và bôi của mình. Rồi bấm tạo đơn hàng là mình đã hoàn thành được cái đơn hàng của mình rồi đó. Sau khi mà tạo đơn xong á thì nó sẽ vẫn giống như cái app cũ của mình, là nó ở trạng thái là đơn mới. Thì khi mà mình check lại một lần nữa, cảm thấy cái đơn hàng này ok và mình đi đơn hàng này á, thì mình sẽ bấm sẵn sàng giao hàng nha. Chứ hệ thống sẽ không, hồi nãy em có thấy một chị nào đó là có hỏi là mình hệ thống có tự động chuyển qua sẵn sàng giao hàng luôn hay không, hay là mình phải bấm, thì mình vẫn phải bấm nha anh chị. Thì mình bấm sẵn sàng giao hàng thì đơn nó đi thôi. Rồi. Đối với phần khuyến mãi thì hiện tại mình có những cái khuyến mãi như thế như vậy. Mọi người có
Dạ, hiện tại là tại vì cái app mới lên á, cho nên là bên em chỉ mới đưa lên những cái chương trình chạy trong ngày hôm nay và những ngày sau, hôm sau này thì sẽ update dần. Còn những cái chương trình mà đang chạy trước đó rồi đó thì vẫn chạy theo cái combo kiểu cũ anh chị. Thì bên em sẽ từ từ chuyển giao dần qua bên cái tính năng mới ha. Rồi những cái lỗi mà ví dụ như chọn người bán chịu phí sau đó lên đơn thì nhảy qua khách chịu phí thì cái đó bên em sẽ nói lại và check lại bên công nghệ ha. Cái này tại vì mới á, hôm nay là ngày đầu tiên mà mình sử dụng cái app mới này á, cho nên là có nhiều cái nó mới cho mình thấy lạ vậy thôi, nhưng mà mình chỉ cần xài một vài ngày thôi là mình sẽ cảm thấy nó quen và nó chịu, nó tiện cho mình, nó thông tin nó đầy đủ á, thì mình sẽ dễ dàng hơn anh chị. Rồi em sẽ làm lại một lần nữa cho cái đơn khuyến mãi của nước giặt ha. Đây thì vào lại màn hình app, mình sẽ vào khuyến mãi và tìm cái khuyến mãi của nước giặt. Rồi đây, mua 3 tặng 1 là chương trình hôm nay mà bên Etifa chạy. Em click vào đây thì thấy thông tin này, hình ảnh. Áp dụng là mình phải mua mua 3 sản phẩm và tối thiểu là mỗi sản phẩm một mỗi loại sản phẩm đó là số lượng 1. Thì ở đây có nghĩa là mua 3 sản phẩm này là một nước giặt, một nước lau sàn và một nước rửa chén. Thời gian của mình đó thì sẽ là 10 giờ sáng hôm nay đến 18 giờ ngày 27 tháng 5, và quà tặng của mình là một nước giặt xả. Thì mình sẽ bấm vào dùng ngay để mua xong mua cái khuyến mãi này ha. Rồi mình sẽ chọn kho hàng, mình sẽ có những cái kho hàng đang có sản phẩm như thế này thì mình sẽ chọn tùy cái kho mà mình muốn rồi chọn sản phẩm. Ở đây có ghi chú cho mình đó là mình phải chọn tối thiểu là bao nhiêu sản phẩm, số lượng là bao nhiêu ở mỗi sản phẩm để mà được nhận cái khuyến mãi này. Thì ở đây nói ở dưới mỗi sản phẩm là lưu vui lòng chọn tối thiểu một sản phẩm. Thì ở đây em sẽ chọn 3 sản phẩm, mỗi sản phẩm một cái ha. Rồi bấm thêm vào giỏ hàng. Rồi sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng rồi nè anh chị. Mình bấm vào cái giỏ hàng để mình xem cái sản phẩm mình vừa chọn ha. Rồi, bị lỗi rồi. Em chọn lại. Tại vì mới app mới lên đó cho nên là còn nhiều cái phần nó chưa được xong, cho nên là trong ngày hôm nay bên công nghệ bên em sẽ fix xong luôn cái phần này để nhanh nhất. Rồi đây, sau khi mà chốt thì nó sẽ có những cái sản phẩm mà mình mua như thế này và cái quà tặng của mình là nước giặt xả ở đây. Rồi sau đó mình check thông tin, mình check lại thông tin sản phẩm của mình, số lượng sản phẩm rồi mình tạo đơn. Rồi sau đó mình vẫn điền thông tin như thông tin địa chỉ nhận hàng, vận chuyển và hình thức thanh toán như như bình thường để tạo đơn. Rồi, phần khuyến mãi này thì anh chị đã rõ chưa? Đối với cái đơn hàng mà khách hủy anh chị thì nó vẫn như giống như app cũ, là đối với đơn hàng mới thì mình có thể xóa, đơn mà chờ chờ xử lý thì mình có thể hủy. Còn những trạng thái sau đó muốn hủy thì phải liên hệ đến hotline của bên em để bên em xử lý ha. Ok, Ngọc xong phần khuyến mãi chưa? Rồi em thấy là ở đây, em thấy là ở đây mọi người sẽ Ngọc mình ơi. mọi mọi người hết không có ý kiến rồi đó, cho nên chắc là phần khuyến mãi xong rồi anh. Ok, thì em sẽ nói chắc em sẽ nói qua này luôn, tức là ok. Thì về phần web anh chị. Về phần web á, thì là em như em có nói á, thì phần web thì đa số các cái tính năng á, là nó của trên web của anh chị thì nó sẽ đa số thì nó sẽ như cũ thôi. Về web thì là bên em chủ yếu là cải tiến về cái khâu vận hành á, để làm sao mà tính cái phí đóng gói, sắp tới tính phí đóng gói là tính phí ship các thứ cho nó chuẩn cho anh chị á. Rồi rồi em sẽ có thêm một vài các update khác nữa là về phần phần commission thì sắp tới hiện tại thì bên em đã làm commission là real time nha anh chị, tức là cái hoa hồng á thì trước đây là bên mình là sẽ sau một ngày thì hoa hồng nó sẽ chạy lại,
Nhưng mà hiện tại thì hoa hồng của bên em là đã real time rồi, tức là khi mà anh chị lên một đơn hàng thì là hoa hồng nó sẽ tự động nhảy luôn. Hiện tại thì bên em đang chuyển từ cái app dữ liệu từ app cũ sang app mới á. Dữ liệu thì bên em đã trải qua rất là nhiều năm và nó có rất là nhiều dữ liệu rồi, thì bên em đã chuyển qua cái app mới và bên em đã nói chung là bên em đã code lại á, nói chung là code lại phần phần hệ thống á, nó theo một cái logic mới luôn á, một cái cấu trúc mới á. Thì là cái việc bên em chuyển đổi cái từ cái hệ thống này qua hệ thống khác thì khi mà bên em go live đây nhá thì nó sẽ gặp một số các vấn đề về dữ liệu anh chị, tức là việc mà mình chuyển dữ liệu qua thì nó đủ chưa, hay là nó đã khi mà qua cái hệ thống mới này thì nó hợp lý chưa, là cái thứ á, là nó có đúng chưa, là cái thứ á. Thì bên em sẽ trong vòng 5 ngày á, trong vòng khoảng 5 ngày, là từ ngày 20 tới ngày 25, đó là sau khi go live á, thì team công nghệ bên em là sẽ bắt đầu là team công nghệ của bên em là sẽ bắt đầu kiểm tra, sẽ nhận những cái feedback từ của anh chị á. Thì tí nữa em sẽ đăng một cái file để bên em thu thập feedback á, là của anh chị gửi cái thông tin vào cái file đó, và bên em sẽ nhận phản hồi những cái feedback của anh chị á. Và những cái feedback nào á, những cái feedback nào mà bên em thấy mà nó hợp lý á, nó hay á, thì bên em sẽ chủ động liên hệ với anh chị để trao cho anh chị một cái phần quà luôn nha. Đối với những cái mà anh chị thấy là nó có thể, khi mà anh chị góp ý thì bên em thấy nó hợp lý và nó sẽ có thể là nó sẽ thay đổi một cái gì đó, thay đổi về một cái hành vi mua hàng, hay là một cái journey, một cái hành trình mua hàng của đại lý, hay là một cái tính năng nào đó mà nó giúp cải tiến các cái về cái, giúp cho anh chị nó có thể vận hành cái kinh doanh của mình ở trơn tru hơn á, thì bên em đánh giá vào bên em, nếu như mà ý tưởng nào của anh chị mà nó hay á thì bên em sẽ chủ động liên hệ với anh chị và trao cho anh chị một phần quà nha. Còn về như em nói á, thì hiện tại là cái hệ thống hoa hồng của bên mình là real time luôn, tức là mình sẽ các cái hoa hồng nó là một cái để mà làm real time được á thì là cần một anh IT rất là giỏi nha anh chị. Tại là cái đội ngũ IT của bên công ty là toàn là những anh rất là giỏi, thì để làm được cái về tính toán về mặt các cái hoa hồng bán lẻ đồ các thứ thì nó dễ á. Còn lại những cái phần hoa hồng khác á thì nó rất là khó, thì phải cần những cái anh kỹ sư nó rất là giỏi để về xử lý cái phần này á. Hiện tại thì hoa hồng nó đã ok rồi, nhưng mà khi mà bên em chuyển giao dữ liệu cũ sang dữ liệu mới á thì nó có thể phát sinh những cái có thể là sai hoa hồng của anh chị đó, có thể là có hoa hồng nó sẽ bị thiếu hay là nó bị gì đó, nhưng mà tới ngày 25 thì nó sẽ mọi thứ nó sẽ bắt đầu trơn tru lại nha anh chị. Tới 25 thì hoa hồng tháng 5 của anh chị sẽ chuẩn chỉnh và nó sẽ real time, anh chị lên đơn là nó sẽ real time. Còn tới ngày 30, hiện tại là những cái hoa hồng của tháng tháng 4 đổ về trước đó, tháng 4, tháng 3 các thứ đó, thì hiện tại anh chị chưa có thấy được á, thì tới ngày 1 tháng 6 là anh chị sẽ xem lại được hoa hồng của tháng 4, tháng 3 nha anh chị. Bởi vì là hai cấu trúc nó khác nhau á nên là đang gặp một số các khó khăn khi mà mình chuyển toàn bộ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới á, nhưng mà nó đúng theo như cũ trước đây anh chị đã nhận á, thì là tới ngày 1 tháng 6 thì bên em sẽ xong luôn dữ liệu cũ, và từ ngày 1 tháng 6 anh chị sẽ xem lại được tháng 4, tháng 3 nha anh chị. Còn 25 tháng 5 thì coi như cái phần hoa hồng sau khi online xong là cái phần hoa hồng nó sẽ đinh luôn, là sẽ xong một cái phần hoa hồng cho anh chị nha. Đó là về hoa hồng. Hoa hồng em thấy ở đợt này nó sẽ có hai tính năng rất là vượt trội so với app cũ. Thứ nhất là về tính toán hoa hồng về cái hoa hồng của mình, cái thứ hai là chức năng về khuyến mãi. Đó là hai cái tính năng mà em thấy đánh giá rất là cao. Đợt này mặc dù là mình nâng cấp hệ thống á, nhưng mà mình đã làm nên hai tính năng em đánh giá là nó khá là cao ở thời điểm hiện tại, nhưng mà nó chỉ là bắt đầu thôi anh chị. Sắp tới là bên em còn có nhiều tính năng khác nó sẽ cao cấp hơn á, và giao diện nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều bây giờ. Về B-Boy và các cái hoa hồng khác á, thì em có nghe mấy anh chị trao đổi là sẽ có một cái buổi họp khác để trao đổi về cái hoa hồng đó anh chị, nên là anh chị sẽ cho cái buổi hôm đó, tham gia cái buổi hôm đó để anh chị thì xem nha. Hôm nay em sẽ nói qua về hoa hồng bán lẻ thôi, với lại các cái về app thôi. Còn em nhớ là có một cái lịch mà để trao đổi về các cái đó, lịch họp của các anh chị leader về cái vấn đề, các vấn đề hoa hồng khác.
Dạ, ý là people delivery không hiểu. Dạ, ok chị nha. Ý là em nói rồi đó. Thì tới 25 chị nha. Tới 25 là nó sẽ hoa hồng nó sẽ ổn định nha chị. Trước đó, ví dụ như ngày 19 á, ngày 19 là bên team QC á, tức là người QC là người ta đã test cái hệ thống nó rất là kỹ rồi, hoa hồng nó rất là chuẩn chỉnh rồi. Nhưng mà khi mà mình go live á, khi mình go live thì nó lên cái dữ liệu thật á, nên là nó sẽ gặp một số các vấn đề về hoa hồng á. Ví dụ như giờ sẽ gặp một số vấn đề hoa hồng á, chị có thể gặp từ ngày 20 tới ngày 25 chị có thể gặp này. Có thể là hoa hồng anh chị, những cái đơn hàng hoa hồng của anh chị sẽ có một số đơn nó bị miss này, có thể một hai đơn nó bị miss này. Cái thứ hai là people delivery nó không hiện này, hay là cái thứ ví dụ như chi phí là bị lệch gì đó. Nhưng mà sau 25 nha anh chị, sau 25 nếu như mà nó vẫn còn trường hợp đó thì anh chị hãy liên hệ về bên sales nha anh chị. Còn nếu sau 25 mà anh chị thấy nó mọi thứ nó chuẩn chỉnh rồi, nó mượt mà rồi á, thì mình sẽ giữ nguyên giúp em nha. Ý là mình sẽ hạn chế liên hệ về chỗ sales nhé. Còn về các feedback về lỗi rồi các thứ á, hay là muốn cải thiện cái gì đó á, thì tí nữa chắc chiều nay khoảng 1:30 thì sẽ có một cái bài đăng lên nhé. Thì nếu như mà đối với những anh chị nào mà trùng ý tưởng mà gửi về với công ty thì công ty sẽ ghi nhận anh chị nào mà có cái ý tưởng hay mà gửi về trước á, thì anh chị sẽ, nếu công ty thấy hợp lý á, thấy hay thì anh công ty sẽ bắt đầu tiến hành làm tính năng đó và sẽ trao cho anh chị đó một cái phần quà nha. À, ok. Có chuyện này thì em sẽ lại về vấn đề tải app cho những đại lý quốc tế á. Thì sắp tới thì bên em cũng đã có kế hoạch rồi chị nhé, có kế hoạch để triển khai app cho quốc tế rồi. iOS không tải được app, hình như là mình xem lại điện thoại giúp nha. Ấy là em vẫn tải bình thường á. À dạ rồi, ấy là khi lên đơn ở trạng thái sẵn sàng á thì hủy được nha chị. Hồi xưa là mình có trạng thái là sẵn sàng vận chuyển, nhưng mà giờ mình đã đổi là cái tên là chờ xác nhận rồi nha. Ý là cái này là cũng là một cái cập nhật mới nha anh chị. Tức là những cái mà sẵn sàng vận chuyển hồi xưa thì giờ là mình sẽ đổi lại thành là chờ xác nhận rồi, mình sẽ không còn sẵn sàng vận chuyển nữa. Xem danh mục và tờ đơn chạy chậm ha. Ấy, hôm nay em có demo á thì em thấy nó chạy cũng khá ok á. Thì không biết là máy mình có bị gì không á. Ủa mấy anh chị nào mà bị lag hồi á thì anh chị tí nữa em gửi cái file feedback rồi anh chị gửi luôn cái video về em xem đấy nha, với lại gửi luôn giúp em cái dòng máy về á. Em xem á, do là các cái máy hiện tại em có một cái máy test cái app là cái máy hệ điều hành cũng khá là cũ rồi á. Nhưng mà em thấy nó chạy cũng ok á, nên là anh chị nào mà bị đối với app mới mà nó chạy chậm á thì anh chị gửi về cho em nguyên nhân nha, do hiện tại là team em test thì thấy nó bình thường á. Dạ, về phần gửi ý tưởng thì chiều nay 1:30 là sẽ có một cái bài viết ở trên trên group nha anh chị, xong rồi anh chị sẽ lấy link, anh chị sẽ gửi ý tưởng vào đó. Dạ, có cách nào tìm sản phẩm nhanh nhất ạ? Thì có hai cách, một là mình gõ luôn tên sản phẩm trên đó luôn, thì hiện tại thì chỉ cần gõ cái keyword thôi, cái từ khóa chính đó, là đã tìm được sản phẩm đó rồi. Hoặc là mình filter thêm cái bộ lọc đó, tức là theo danh mục, theo nhà cung cấp hay theo kho gì đó. Sử dụng trên máy tính hay gì? App sử dụng trên máy tính thì mình sẽ sử dụng bằng cái web với bên nha. Hiện tại thì bên em chưa có web mobile, tức là thời gian nó gấp quá, thì làm cái web mobile thì thấy 1 tháng là hiện tại là anh chị, nếu anh chị vô web bằng điện thoại á thì nó sẽ chưa có giao diện nha anh chị. Anh chị chỉ vô web bằng máy tính hoặc là app trên điện thoại thôi, còn về vô giao diện web trên điện thoại á thì bên em sẽ mất 1 tháng để làm cái đó lần á, nên là bên em sẽ ra trong đợt sau nha anh chị.